Dạ rồi, em thiếu Euro Sài Gòn xin kính chào anh em và chào anh Tùng ở Từ Sơn Bắc Ninh ha. Hôm nay em quay cái clip con bao Acofay RAW 6 này để gửi đến anh ha. Em tất cả em đã test hoạt động hoàn hảo và kiểm tra là hàng hoạt động tốt và đẹp keng em, đẹp kem anh ha. Đấy, mặt mũi là không một vết trầy, rất là mới. Đấy, thì em đang ghép với nó chung với móc với nó là một cái rầy đèn của Dinaco ha, một rầy đèn Dinaco để em test cho cam chung với cặp JBL 4303B này, rất là tuyệt vời, rất là hay. Bài này nó nghe nó không đã. Cái bao này đánh cái cặp JBL này rất là hay. Đây suối rừng xanh đùm quanh đầy mây trắng nhìn hoa với cây. Em bắt bắt à. Đó là một lò ha. Thì em đang kiểm soát cái nó là bằng một cái rề. Rồi bây giờ em sẽ rút ra cái rề để em test test không cho anh luôn ha. Để em rút cái chân cắt cắm ra. Đấy, test chai ha. Bây giờ là test test chai trực tiếp từ nguồn nhạc CD qua thông qua rề ha. Rồi, em sẽ tắt cái rề đi. Đấy, bằng lên nè. Đối với cái cặp này chỉ cần lên một nấc thôi đã nó rất là lớn rồi ha. Thì em test tất cả đã hoạt động hoàn hảo trước khi gửi đến anh. Bữa nay chủ nhật thì ngày mai thứ hai mới gửi được ha. Thứ hai thì em gửi ship nhanh cho anh ha. Rồi em chào anh Tùng ha.